Thân chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu hai món làm từ cái này là gì ta, cà tím. Mà cà tím bên đây nó bự chần chần đây các bạn. Tôi sẽ tự mình cắt nó ra trước. Giờ mình cắt như lá lúa rồi các bạn. Put in here. U.S. markets fell more than 4% over the day when trading was finally halted. The market will not open until morning. It happened on another day. It's losses amid fears of coronavirus. Now, cook with that array. Little mess in it.
Okay, now fry it up. Này là mình nướng xong rồi, bây giờ mình tưới mắm lên. Mắm tỏi lên. Bây giờ tôi bỏ mỡ hành lên. Mỡ hành lên. Dầu hành chứ không phải mỡ hành. Bon appétit. Ok. Taste. Ăn thử coi. Em thương. Thương em. Ngon không? Ăn cái này nè. Ăn cái này nè. With some something too. Very good. Mời các bạn dùng cơm. Món này là món cà tím, hai món tự biên tự diễn. Thân chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe.